túng vào được là chuyển qua tư thế này ngay. Tư thế này nó cực kỳ nguy hiểm, nó giống như một con dao lúc này là đánh vào cái điểm yếu nhất của đối thủ, là chỗ nào là mình sẽ đánh vào chỗ đó, mình thích chọc vào chỗ nào mình chọc. Và trường hợp mà đối thủ còn một đòn để phản đấy này, ví dụ đây mình bị bắt này, bắt xuống này đấm này, đây còn đòn này đấy, người ta mình sẽ xử lý kiểu đó được. Lại nha, đây đây còn tay nữa là mình sẽ gạt xuống để hai tay đè vào nhau, tay trên người ta đè xuống tay dưới để cho mình thoát được và mình đánh đối thủ. Đó là một miếng thôi nha. Đây tiếp tục này, người ta bắt này, người ta không đấm vào nó nữa, mình xoay được cái đòn này để đánh, nhưng mà người ta sẽ dùng cái phần này đấm trước, thì mình phải làm như thế nào là mình sẽ dùng cái tay mình gạt đi. Ví dụ như trường hợp người ta đấm tay kia là sao thì mình sẽ đánh trước. Đấy, nó có nhiều đường gỗ. Cả các bạn đã trở lại với kênh võ thuật của Toàn, thì hôm nay Toàn và Huy sẽ chia sẻ với các bạn một trong những là kỹ năng để thoát hiểm khi mà người ta túng vào tay mình, đặc biệt là một trong những cao thủ mà túng tay mình, giống như là mình và bạn này đang đối kháng đây, tình huống mà mình đang đối kháng mà gặp ngay tay cao thủ, tình huống này thì mình sẽ phải xử lý như thế nào, phải giải quyết như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xử lý rất nhiều cách để cho anh em xem được là người ta sẽ xử lý như thế nào. Đây, ví dụ như mình cũng đang thủ đây. Đấy, tình huống này là mình sẽ bị cao thủ, giống như mình sẽ làm trước cho bạn này xem này. Đây, người ta sẽ xử lý như thế. Cái đòn này rất nhanh. Đấy, chỉ cần trong một giây thôi, một chớp mắt thôi, đối thủ không tập trung là đã bị ăn đòn rồi. Nên là thành thử ra trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hóa giải cái tư thế này. Đấy. Mà các bạn nhớ phải luyện nhé, để có cái cảm giác này nhé. Rồi. Đây, chuyển qua này. Đấy. Nhanh hơn nữa, video bắt nhanh hơn nữa nhỉ. Đấy, anh em xem rõ hơn đấy, qua đây tí. Đấy, để thấy cái tay này nó rõ hơn này. Đấy, anh em thấy không? Anh em thấy không? Tức là tay của mình sẽ làm chậm cho anh em xem này, bắt này. Này, tay đang ở tư thế này nhá. Chuyển xuống tư thế này. Anh em xem này, đây là tư thế này. Đây đây. Tư thế này thì bắt đây. Chuyển qua này, thẳng này, tay thẳng này, giống như con dao này. Ví dụ như người ta đè tay xuống này, vẫn theo người ta. Đấy. Vẫn theo người ta, đu theo người ta. Đây, tư thế này, xoay. Tư thế này, xoay. Các bạn luyện này, xoay. Đấy, luyện xoay. Là để sao? Để cho nó thành thói quen khi mà người ta túng vào được, là chuyển qua tư thế này ngay. Tư thế này nó cực kỳ nguy hiểm, nó giống như một con dao lúc này là đánh vào cái điểm yếu nhất của đối thủ, là chỗ nào là mình sẽ đánh vào chỗ đó, mình thích chọc vào chỗ nào mình chọc. Và trường hợp mà đối thủ còn một đòn để phản đấy này, ví dụ đây, mình bị bắt này, bắt xuống này đấm này, đây còn đòn này, đấy, người ta mình sẽ xử lý kiểu đó được. Lại nha, đây đây còn tay nữa là mình sẽ gạt xuống để hai tay đè vào nhau, tay trên người ta đè xuống tay dưới để cho mình thoát được và mình đánh đối thủ. Đó là một miếng thôi nha. Đây tiếp tục này, người ta bắt này, người ta không đấm vào nó nữa, mình xoay được cái đòn này để đánh, nhưng mà người ta sẽ dùng cái phần này đấm trước, thì mình phải làm như thế nào là mình sẽ dùng cái tay mình gạt đi. Ví dụ như trường hợp người ta đấm tay kia là sao mình sẽ đánh trước. Đấy, nó có nhiều đường gỡ nha. Đấy, ví dụ như mà mình muốn an toàn hơn, tức là tình huống này là dành để an toàn, những cái kỹ năng an toàn hơn, ví dụ như bị bắt này, đỡ được này, đấy người ta đấm này, đấm tay kia luôn, đúng không? Đấm tay kia mình dùng cái chân mình đá vào, và tay này cũng vậy, muốn an toàn này, đây bị bắt này, đỡ này, người ta đấm này, đá vào bụng. Đây là dùng chân để đá nha, đá vào hạ bộ nha, là tình huống mình sẽ đánh xa và có tình huống mà đánh gần, tùy cơ nghiến. Các bạn có thể là né về sau theo bản xạ, nhiều người bị đấm này, ví dụ lên này đấm luôn này, đấy né, không cần đỡ nữa, né là đá luôn. Các bạn hiểu ý mình không nào? Tức là chúng ta không thể nào kịp mà suy nghĩ nhiều, mình gặp cái tình huống này chưa bao giờ gặp nên là lúc này nó bị bất ngờ quá. Chỉ còn tình huống là an toàn nhất này, bắt này, an toàn nhất này, đấy, không đỡ, không né, không bắt luôn, thì đó là một trong những kỹ năng. Còn những bạn nào mà quá bình tĩnh rồi, quá kinh nghiệm rồi thì xử lý vậy này, đây này, à, đấm này, đây, đấy, chúng ta có thể xử lý được là như mình á, mình xử lý như vậy này, là như vậy rồi. Tay của mình đã bị bắt vào cái cảm giác mình xoay liền rồi, đấy. Khi ngày trước là mình đã tập luyện ở võ đường là mình đã có cái bài tập này rồi, khi nắm vào cổ tay này, đấy, hai người tập với nhau là nắm lại, và bàn kia tập này. Đấy, cứ nắm qua nắm lại, đây là một trong những bài tập rất hiệu quả. À, anh em xem này, khi mà bị nắm vào cái đây, lập tức làm lại, rồi bạn ấy làm lại. Các hai bạn, nếu mà các bạn ở nhà tập luyện thì cũng tập cái bài này để tiếp tục vào nguyên. Đấy nha, các bạn nhớ nha, đang bị nắm là bắt đầu mình tập như vậy. Rồi tiếp tục.
Và ví dụ như một tay đây, đây xoay bắt này, đây xoay, xoay ngược lại, khi bắt ngược lại, đúng rồi, đấy bắt ngược lại, đấy nắm vào hai tay, nắm vào đây, đây hai tay cũng nắm vào, giống như thế này đây, đấy đúng rồi, nó phải có ngón cái ngón trỏ, đấy, 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 đều là cái cổ tay của các bạn dẻo hết và linh hoạt đấy. Đấy anh em thấy rõ không nào? Đó là cái kỹ năng chúng ta tập để chúng ta luyện cái phản xạ của cái cánh tay và cổ tay của chúng ta, mỗi khi mà bị ai đó nắm vào chúng ta xoay liền. Cái bài tập này cực kỳ hay để giúp cho chúng ta là có phản xạ, có điều kiện. Thì phản xạ chúng ta có hai dạng, đó là phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Thì bạn nào quay về chúng ta cấp 1, cấp 2 chúng ta học về cái điều này nhé. Mình không thể chia sẻ anh em về cái phần này được, bởi vì chúng ta đang học võ, chúng ta chỉ nên nhớ là cái quy luật tập võ của chúng ta là luyện để có được phản xạ có điều kiện chứ phải không điều kiện nhé. Con người chúng ta tập luyện võ để phản xạ có điều kiện, giống như là một ai đó đấm đến hoặc đá đến là chúng ta đã phản xạ này đã được tập luyện nhiều lần để có điều kiện để chúng ta xử lý, nên chúng ta phải khác biệt là hoàn toàn. Bởi vì những cái kỹ thuật này là nó nằm trong cái bộ kỹ thuật nâng cao của nhóm của mình. Thì mình và Huy cũng đang tập luyện và tạo ra cái nhóm group là các kỹ thuật nâng cao để cho giúp cho anh em là thực sự quan tâm đến cái nhóm của bọn mình, thật sự muốn là nâng cao kỹ thuật của các bạn lên, các bạn muốn giỏi hơn và nâng cao kỹ thuật của các bạn thì các bạn hãy vào cái nhóm của bọn mình để tham khảo và tập luyện cùng với bọn mình để nâng cao kỹ thuật. Chứ còn anh em tham khảo ở ngoài thì cứ có thể là các bạn cứ lướt qua video tham khảo. Còn anh em là thật sự quan tâm á, muốn kỹ thuật của các bạn nó giỏi hơn, biết được nhiều kỹ thuật hơn về kỹ thuật nâng cao chuyên sâu hơn, giống như khi nãy vậy đó, các bạn cứ kết bạn Zalo với mình sẽ để cái số điện thoại trên màn hình đấy, các bạn xem cái số điện thoại đó, hoặc là các bạn có thể xuống phần mô tả dưới video để xem số điện thoại cho rõ hơn, và vào cái đường link vào Facebook hoặc Zalo của bọn mình để kết bạn Zalo với bọn mình. Bọn mình sẽ nhớ là kết bạn xong là xin vào nhóm nhé, để bọn mình biết được là bạn nào có vào hay không, hay là chỉ là cái bạn cho vui thôi cũng được, không sao hết. Còn bạn nào muốn vào nhóm thì cứ ok, phải nhắn tin riêng và xin vào nhóm thì bọn mình sẽ tác vào nhóm nhé. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Toàn Vào Thi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất. Nhớ là đăng ký và ủng hộ mình Vào Thi nhé.